Dạ vâng, hôm nay em lên sóng cho bác xem và tham khảo mẫu xe này các nhá. Cực kỳ chất luôn. Tất cả phần táp lô đấy ạ. Rất sạch đẹp luôn các nhá. Máy cực chất luôn. Từ phần táp ly cửa kia các nhá. Đó, trần nguyên bản trần lỉ này, căng đét này. Rèm chắn lắng đằng sau cũng bằng điện các nhá. Chỉ cần một nút ấn thôi là tự lên và tự xuống các nhá. Đó, khi là các bác muốn chắn lắng thì các bác ấn một nút là xong các nhá. Đó, cực êm luôn. Rồi nhất tiện em cho bác xem phần khoang máy động cơ luôn nhá. Máy của nó thì khỏi bàn rồi. Máy lổ êm ru các bác nhá. Máy lổ êm ru luôn. Đó. Các bác nghe lại, máy đi ạ. Máy có êm ạ. Máy quá êm luôn này. Máy quá chất luôn các nhá. Lổ êm ru luôn. Đó. Tất cả là đều xe các nhá. Mà đây máy đi các bác nghe này. Máy có êm ạ. Quá êm luôn các nhá. Rồi ok là. Nói chung là con này máy chất các nhá. Đó. Máy quá chất luôn, tất cả là tổng thành xe đều xe các nhá. Đều đèo xe luôn. Đó. Đây là các bác mua về gia đình là khá yên tâm coi nhá. Tất cả đây các bác nhìn đấy ạ. Phần táp ly rồi cái gì táp rèm điện hết này. Nội thất đẹp coi nhá. Nội thất quá đẹp luôn. Đó. Rồi ok rồi. Em hạ các bù xuống em cho bác xem phía bên ngoài xe coi nhá. Đó đây ạ. Để em hạ các bù xuống này. Một mẫu xe phải nói là chất coi nhá. Đây là mẫu xe Mercedes các nhá, Mercedes. Mercedes C180 C180. Đó, xe rất chất luôn. Đây em đóng cửa và cho bác xem form xe nhá. Đó. Đây. Em đóng cửa cho bác xem form xe này. Dạ vâng, trước mắt các bác là mẫu xe Mercedes C180. Con xe là phủ màu sơn đen. Vậy sau đây em mời các bác của em xem tổng thể xe này. Dạ vâng, em là Minh Ô Tô, chuyên mua auto cũ toàn quốc. Vậy các bác thấy hay, hãy nhớ đăng ký kênh và ấn thông báo để có thể xem mẫu xe mới nhất và bên em thường xuyên cập nhật nhé. Bên em rất là nhiều xe về, ngày nào cũng xe về nên là các bác quan tâm hãy đăng ký kênh em nhé. Để những video nào em đưa lên cái là các bác đã bắt được ngay ạ. Dạ vâng, con này biển Hà Nội có nhé. Tất nên là tất cả các bác là ở trong Sài Gòn hoặc là ở Hà Nội là mua con xe này đỡ được 20 triệu tiền biển có nhé. Đó để em tư vấn luôn. Còn tất cả các bác là ở tỉnh lẻ mua con xe nào cũng được và biển số nào cũng được có nhé. Đó, con này biển Hà Nội này nên là tất cả các bác nào ở Hà Nội hoặc là ở Sài Gòn là đỡ được 20 triệu tiền biển. Còn tất cả các bác nào ở tỉnh lẻ mua con nào cũng được và biển số nào cũng được các nhá. Tất cả bên dưới kia là nước các nhá. Em vừa em rửa qua nước lã đây. Các bác nhìn ạ, nó vẫn còn hơi ướt ra một tí. Form dáng các bác nhìn ạ, rất đẹp luôn này. Mercedes C180 các nhá. C180 số tự động. Số tự động. Phải nói là một cái mẫu xe mẹc lành nhất trong các loại mẹc luôn. Tại vì sao? Động cơ 1.8 này. Đây là cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó là bên em đã test thử rồi. Chuẩn đét luôn là 7 lít 6 trên 100 cây cả điều hòa các nhá. Chuẩn đét luôn cho các bác. Đó, nói chung là bọn cái dòng xe này bên em cũng rất là hay làm. Đó, 7 lít 6 trên 100 cây cả điều hòa các bác nhá. Thứ hai là phụ tùng của nó rất là sẵn đồ thay luôn. Đó. Nói chung là dòng phụ tùng của dòng này nó cũng không đắt này, cũng không rẻ nhá. Phụ tùng của nó là bình thường thôi. Tại vì sao? Mẹc thì em cũng tư vấn rồi, mẹc thì nó có rất là nhiều loại mẹc các nhá. Rất là nhiều loại mẹc chứ không phải mẹc nào cũng giống mẹc nào. Nhiều mẹc thì nó trên 2 chấm và trên 3 chấm, phụ tùng của nó đắt hơn nhưng mà riêng mẹc C180 này là lành nhất trong các loại mẹc luôn các nhá. Đó. Tiết kiệm nhiên liệu này, động cơ 1.8 này, tiết kiệm nhiên liệu này, phụ tùng này rất là sẵn đồ thay luôn. Đó, đồ đạc cũng rất là sẵn đồ. Đây là các bác mua cái mẫu xe này về cũng rất là yên tâm sử dụng. Tại vì sao ạ? Tại vì sao là cái dòng này nhá các bác nhá. Dòng này đi của nó rất là đầm và chắc. Option khá hiện đại luôn nhá. Option thì cực kỳ hiện đại rồi. Được trang bị lên tới 6 tư khí an toàn các nhá, 6 tư khí an toàn. Phanh ABS 4 bánh các nhá, phanh ABS 4 bánh. Cao nhá, phanh ABS 4 bánh, gương kính chỉnh điện. Gương kính chỉnh điện đầy đủ hết các nhá. 6 tư khí an toàn, phanh ABS 4 bánh, gương kính chỉnh điện, điều hòa tự động, chốt cửa tự động các nhá. Rèm chắn nắng tự động luôn. Ghế chỉnh điện 6 hướng các nhá, ghế chỉnh điện 6 hướng. Nói chung là một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Đức thì ngập tràn công nghệ rồi. Còn phần la răng đúc kia thì chủ xe họ độ lên phần la răng đúc cũng rất là đẹp luôn các nhá. Đó. Đăng kiểm các nhá, đăng kiểm đây ạ. Đăng kiểm đến tháng 4 năm 2021 các nhá. Đó. Xe nhãn tích hợp trên gương các nhá, ghế chỉnh điện 6 hướng luôn. Dạ vâng, đây là một mẫu xe Mercedes C180 đời 2003 các nhá, đời 2003. Một mẫu xe đến từ thương hiệu của Đức các nhá, khá nổi tiếng đúng không ạ? Nói chung là ngập tràn công nghệ rồi. Chả thiếu gì cả các nhá, chả thiếu gì cả. Tất cả đây phần cốp ở đồ đằng sau đây thì em cho bác xem phần cốp ở đồ đằng sau trước các nhá. Đó, em sẽ cho bác xem từng chi tiết một. Đây ạ, các bác chỉ cần ấn một cái thôi là nó tự lên thôi các nhá. Đó, ấn một cái là cũng tự động luôn, rất là hiện đại luôn đúng không ạ?
Đây em mời các bác cùng em xem phần cốp ở đuồng sau. Cốp ở đuồng sau thì là nguyên bản đây, các bác nhìn ạ. Tất cả nguyên bản hết này. Zin đét thì đẹp này. Các bác nhìn ạ. Từ phần cái ốc này, ốc vít vào đây. Có cả logo này, ngôi sao ba cánh này, các bác nhìn ạ. Đúng không ạ? Tất cả lỉ nguyên bản này, căng đét này. Các bác nhìn ạ, chưa một lần tháo ra luôn. Đây các bác nhìn những cái mũi này, nguyên bản hết này. Quá đẹp luôn. Đúng không ạ? Zin đét luôn. Đây, tất cả bên dưới này, khoang để đồ của dòng này khá là rộng này, rất là rộng này. Các bác xem này, cực kỳ sạch luôn nhá. Quá sạch này, nguyên bản này. Các bác nhìn như mới này. Hầu như con này nó quá mới luôn, rất là mới luôn nhá. Nó rất là mới luôn. Mercedes 203, đời 203, số tự động thôi nhá. Rất là mới này. Tôn vỏ nó dày nên là chống ồn nó khá là tốt các nhá. Các bác xem ấy. Thì phần tôn vỏ này nguyên bản này. Nhìn nó còn sáng loáng luôn, còn mới keng luôn, như là ấy luôn nhá. Như là mới mua luôn các nhá. Đây các bác xem, mới leng keng luôn này. Không tí mục mọt nào các nhá, không tí mục mọt nào, gầm bệ chắc lịch luôn, đi êm su, cách âm rất là tốt luôn các nhá. Dòng này cách âm rất là tốt, tại vì sao tôn vỏ nó dày và đi nó chắc nó êm các nhá. Các bác ngồi thử trải nghiệm con này lên, nó thật sự các bác là quá là sướng luôn. Tất cả bên dưới phần nhựa nguyên bản này. Nhựa nguyên bản các bác nhá. Đấy vâng, nhựa nguyên bản đây. Tất cả đây, phần chủ xe khá là cẩn thận này, tất cả phần kích để đồ đây, ông để hết trong này này, các bác nhá. Đầy đủ hết. Và con xe này bên em bán một giá là vô cùng hợp lý thôi các bác nhá, chỉ có 179 triệu thôi các bác nhá. 179 triệu. Các bác đã sở hữu ngay mẫu xe Mercedes rồi các bác nhá. Mercedes rồi. Tất cả đây các bác nhìn ạ. Trần này. Trần nguyên bản, trần lỉ này. Càng đét này, sáng quắc luôn các nhá. Các bác nhìn ạ. Các bác nhìn rõ chưa? Đó, trần này. Được trang bị hai vùng điều hòa các nhá, đằng sau cũng có vùng điều hòa để cho người đằng sau nhanh được mát hơn. Các bác nhá. Quá đẹp luôn. Riêng ngồi lên con này thì các bác cảm nhận thấy nó êm các bác nhá, nó êm, nó chống ồn tốt và đi nó đầm. Quá an toàn luôn. Em cũng tư vấn rồi. Dòng mẹc này thì bây giờ được khá nhiều người săn tìm, tại vì sao? Cái độ an toàn của nó cao các nhá. Chả thiếu gì cả. Tất cả những chức năng an toàn của nó đầy đủ hết. Nhiều con xe đời mới hiện nay nhá, những cái mẫu xe mà những cái hãng khác nhá, option không hiện đại bằng nó luôn. Các ông nhìn ạ, từ phần vô lăng tích hợp bàn phím này, đầy đủ hết những cái phần logo này ạ. Còn mới leng keng luôn các nhá. Đó. Các ông nhìn từ phần vô lăng này, có đẹp không ạ? Những vết sần này. Vô lăng tích hợp bàn phím này, các ông nhìn ạ. Thật sự các bác ngồi trên con này cảm thấy nó hưởng thụ luôn các nhá. Cảm thấy nó ngồi nó được hưởng thụ luôn. Tại vì sao? Rất sướng luôn. Các ông nhá. Khá là sướng luôn. Đây, tất cả đây. Cho các bác xem bên này nhé. Nó có cả cái chế độ cài đặt đi trong những cái phần đô thị nhá. Những cái phần đấy là mình đi nhanh đi chậm là tùy ý muốn là mình cài đặt được nhá. Rất là dễ luôn. Tất cả đây điều hòa tự động hết các nhá. Điều hòa tự động hết này. Có nhỉ? Rất chất luôn, điều hòa tự động luôn. Táp lô này. Em quay rất là chi tiết cho các bác nhé. Rồi vâng, vậy các bác nào ở xa có thể liên hệ trực tiếp cho số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 các nhé. Một mẫu xe mẹc rất đẹp luôn. Các bác xem từ phần đèn này. Đó, đèn đây ạ. Đèn nguyên bản chưa cháy bóng nào luôn. Các bác nhìn, đó, tắt này. Từ dòng này đi vài trăm mét nó cũng tự chốt cửa tự động luôn các nhé. Quá chất luôn. Phải nói là ngập tràn công nghệ các nhé. Ngập tràn công nghệ luôn. Không thiếu gì cả các nhé. Đầy đủ hết. Đây em cho bác xem hàng ghế thứ hai nhé. Thì dòng này nguyên bản của nó là la răng sắt các nhé. Nhưng mà chủ xe họ độ lên la răng đúc rồi. Tất cả đằng sau kia có cả một vùng điều hòa đằng sau cho nhanh được mát các nhé. Đây ạ. Nội thất zin nguyên bản theo xe các nhé. Nội thất zin nguyên bản theo xe. Các bác phải biết từ năm 2003 nhưng mà họ vẫn còn giữ được cái bộ ghế như thế này. Ghế da xịn các nhé. Thì phải nói là quá giữ xe rồi các nhá. Từ phần táp ly cửa đây ạ, các ông nhìn đấy ạ. Từ phần táp ly cửa tất cả phần da là nguyên bản này. Những phần sàn đây, các ông nhìn đấy ạ. Nó có đẹp không ạ? Nó quá là đẹp luôn các nhá. Xe không có một lỗi nhỏ gì để chê các nhá. Các bác thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh nhá và ấn nút thông báo để có thể xem mẫu xe mới nhất và bên em thường xuyên cập nhật nhá. Tất cả đây xem trái đắng đằng sau tự động bằng điện này. Tất cả phần loa này. Rồi là được trang bị thêm một dàn âm thanh vũ trường luôn. Option thì vô cùng hiện đại rồi, không thiếu gì cả các nhá. Tất cả đây, bên táp ly cửa bên này đây các ông nhìn ạ.
Đó, phải nói là quá đẹp luôn các bác nhá. Quá chất luôn các nhá. Tất cả đèo xe các nhá, khá đèo xe luôn. Đó. Đây em cho bác xem phần ghế điện nhá. Đây em cho thì khóa vào em mở ghế điện cho bác xem. Ghế điện hoạt động bình thường các nhá. Ghế điện chỉnh 6 hướng luôn. Đây ạ, bác xem ạ. Đây. Đây bác xem ạ. Đó, lên xuống này. Lên xuống theo ý muốn của mình này. Đó, khá là hiện đại luôn các nhá. Đó. Đây các nhìn ạ. Đó, hoạt động này. Đó, lên nhá các nhá, lên xuống này. 6 hướng luôn các nhá. Nói chung là con này còn quá đẹp luôn, quá chất luôn các nhá. Đây là các bác yên tâm mua về gia đình. Em cũng tư vấn rồi. Lành nhất trong các loại mẹc luôn. Đây là mẫu xe Mercedes C180 đời 2003 các nhá. Bên em bán được giá là chỉ có 179 triệu thôi. Dạ vâng, một lần nữa mấy ô tô xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhé. Hẹn gặp lại bác video sau. Thân ái, chào tạm biệt các bác.